Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Good teacher. evening, people. Good evening. And Good night. Good evening. like good night nữa, khổ ghê. Okay, good night, everyone. Good night. À, xin lỗi. Good evening, everyone. Xin chào tất cả các con thân mến đã đến với lớp trung học cơ sở nâng cao của chúng ta ngày hôm nay. À, và bây giờ nếu mà bạn nào đã sẵn sàng cho một trò chơi thử thách ai là triệu phú thì hãy comment chữ yes thử xem nào. Bạn nào có bạn nào sẵn sàng cho trò chơi ai là triệu phú hay không? Đó là trò chơi trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay. Rồi, trời ơi, có quá trời người yes luôn, chỉ có một người là no thôi. Không biết tại sao lại là no nữa, nhưng mà thôi, hãy nhanh nhanh đi nha. Ô, hôm nay có một bạn thầy thấy chưa bao giờ, nhìn thấy tên đó là bạn Đặng Hữu Thiên An. Xin chào nha, không biết Thiên An có phải là bạn mới không ha? Nếu mà phải thì cho gửi lời chào nha. Còn những bạn khác thì ok, cũng tên quen thuộc ha. Có bạn nào mới ngày hôm nay không? Dạ. À, Nguyễn Duy Khôi mà mới hả? Đừng hòng ha, đừng hòng. À, dụ thầy ha, làm gì có. Khánh Linh mà mới hả, làm gì có. Ok, thôi được rồi, và xin mời các con hãy cùng nhau chúng ta bắt đầu vào phần thi ai là triệu phú ngày hôm nay. Phần thi sẽ gồm có 10 câu hỏi. Ủa mà các con nghe có rõ không vậy ta? Nghe có rõ không? Nếu rõ comment chữ yes dùm thầy xem nào. Nghe có rõ không vậy? À, Phạm Vũ Gia Hưng. Ok, Vũ Phạm Gia Hưng. Ok, right. Ok, có rõ đúng không? Ok, that's very good. Rồi, xin chào Vũ Phạm Gia Hưng nha. Các bạn nào mà mới vào buổi đầu tiên ngày hôm nay thì hãy chú ý giùm thầy một điều. Đây là lớp trung học cơ sở nâng cao, cho nên là sẽ không có hướng dẫn lại theo cơ bản. Do đó, nếu các con cảm thấy lớp này khó quá, hãy tham dự thêm lớp trung học cơ sở cơ bản diễn ra vào 20 giờ thứ ba và thứ năm hàng tuần, và các con không cần phải đóng thêm phí gì cả, chỉ vào lớp để thầy phụ đạo lại cho thôi. Còn đây là lớp trung học cơ sở nâng cao, đòi hỏi các kỹ năng đều phải nâng cao. Trong đó, xin mời các con cùng nhau sẵn sàng để đến với 10 câu hỏi kiến thức ngày hôm nay, và thầy sẽ ghi tên những người trả lời nhanh và đúng nhất trên bảng để vinh danh nha. Let's go! Rồi, kính thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Các con hãy nhanh chóng nhập câu trả lời vào khung chat để thầy ghi tên những bạn làm đúng và nhanh nhất lên trên bảng. 3, 2, 1, go! Đây, đấy, 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 đấy. Cho 10 giây nha. Trời ơi. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi này có nghĩa là gì? Kính mời tất cả quý vị cùng mở micro dịch cho tôi nghe xem nào. Câu này nghĩa là gì vậy? Pha nước tiếp giáp với à, nước nào giáp với nước nào? Nào? Pha nước nào giáp với Việt Nam? Đó, ok. Which hay là what three countries? Ba nước nào is Vietnam next to mà Việt Nam kề bên? Kề bên là phải tiếp giáp đường biên giới, và chắc chắn đó không phải là Thái Lan đâu nha, nha bạn Duy Khôi. Ba nước đó chính là Trung Quốc ở phía bắc giao với biên giới của chúng ta, Lào ở phía tây và Campuchia ở phía nam. Nhưng mà trong tiếng Anh thì mình sẽ viết là China, Laos và Cambodia. Cambodia.
Và chỉ có một bạn xuất sắc làm đúng đầu tiên và nhanh nhất thôi. Thầy không biết đó là bạn nào đây. Các con hãy nóng lòng chờ đợi nha. Các con có biết không rằng là bởi vì tính chất cuộc thi quá là khốc liệt. Do đó, để trở nên là người nhanh nhất, các con đã hy sinh sự chính xác. Bởi vì có rất là nhiều bạn làm đúng nhưng mà lại ghi sai chính tả. Do đó, câu trả lời được chấp nhận phải là câu ghi đúng chính tả là China, viết hoa. Laos, có S, viết hoa, chữ L. Và Cambodia. Cambodia, đấy, như vậy mới được nha. Và người đầu tiên thỏa mãn được điều đó chính là bạn. Trời ơi, thật, à đây có rồi con ơi. Và thầy rất vui sướng được xướng tên của bạn đó lên. Bạn đó tên có 4 chữ. Đố các con biết đó là bạn nào, tên có 4 chữ thôi. Bạn họ Phạm. À, Thái Phương Linh đó. Rồi, chúc mừng con Phạm Thái Phương Linh, con đã có tên trên bảng vàng rồi đây. Ok, thank you. And now the second question. Câu hỏi thứ hai, các con hãy nhanh chóng và cẩn thận nhìn câu hỏi, trả lời cho thầy. 1, 2, 3, go. Đó. Ok. Quá đơn giản đúng không các con? À, what is the capital city of Japan? Câu này có nghĩa là gì vậy mấy đứa? Thủ đô của nước Nhật Bản. Thủ đô như Nhật Bản là ở đâu? Tokyo, đúng không? Giỏi lắm. Các con ơi, capital city có nghĩa là thủ đô. Thủ đô của Nhật Bản là nước Tokyo. Và đây là một địa danh, do đó đòi hỏi các con phải viết hoa chữ đầu tiên. Bạn nào không làm đúng điều đó được xem là sai chính tả. Và chỉ có một bạn làm đúng đầu tiên mà nhanh nhất thôi, đó là bạn Đặng Trung Hiếu, đó là người thứ hai được ghi tên lên đây ha. Đặng Trung Hiếu. Rồi, ok. And now the third question. Câu hỏi thứ ba có nội dung như sau. Đây. Oh my god, yeah. Okay, right, thank you. Các con thân mến, trên thế giới tổng cộng có bao nhiêu đại dương? À, oceans là đại dương đúng không? Câu hỏi này là có bao nhiêu đại dương trên trái đất? Các con kể cho thầy đi nào. Đó là những đại dương nào? Kể đi rồi mình đếm nè. Đó là những đại dương nào con? Bắc Băng Dương. Bắc Băng Dương 1. Thái Bình Dương. Ấn Độ Dương là 3. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương. Đại Tây Dương là 4. Còn gì nữa? Thái Bình Dương nói rồi. Nam Đại Dương rồi. Nam Đại Dương, Bắc Băng Dương. Bắc Băng Dương rồi. Hết rồi, hết rồi. Ừ, nha, hết rồi nha. Còn không có dương nào khác đâu nha. Ok rồi. Chỉ có 4 đại dương thôi các con, đó là Thái Bình Dương, Pacific Ocean, Đại Tây Dương, Atlantic Ocean, Bắc Băng Dương, Arctic Ocean và Ấn Độ Dương, Indian Ocean. Và người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất với con số 4, không ai khác là một bạn tên gồm có 3 từ. Bạn đó tên là Tờ. Chữ Tờ đâu ai nghĩ là đó là mình đâu nào. Who thinks it's you? Chữ Tờ nha. Đó, tên bạn bắt đầu bằng chữ Tờ nè. Đây, bạn nào nghĩ là mình đâu? Ai vậy? Trời ơi, có Nam Bình Dương hả? Lê Minh Hiếu. Có cái biển nào tên là Nam Bình Dương không? Thật ra ngày xưa có Nam Băng Dương, nhưng mà bây giờ nó trở thành một châu lục rồi con. Thành
châu Nam Cực. Rồi cho hờ rồi. Nam Đại Dương nữa hả? Bây giờ mình hỏi chị Google nha. Nếu như mà đây, how many oceans? Có Nam Đại Dương nữa hả ta? Phải không vợ? Đâu ra vợ? Wait a minute. Đây. Nào các con, theo nguồn tin chính thức, đây thầy vừa hỏi chị Google, how many oceans in the world? Ok, rồi. Oh, đây con. Thực ra là theo truyền thống có 4 đại dương. Là đây mình vừa kể ra. Nhưng mà phần lớn các quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ, bây giờ đã công nhận Nam Cực. Trời ơi, và châu Nam Cực á là một đại dương thứ 5. Ok, vậy thì coi như là có 5 đại dương. Ok, rồi chấp nhận. Đó là đại dương mới. Ok, rồi cảm ơn các con. Đây là thông tin từ trang của chính phủ. Oh, nice. Ok, cập nhật vào ngày 20 tháng 1 năm 2023. Wow, mới đây thôi. Rồi, cảm ơn các con. Vậy là 5 hay 4 gì cũng được. Vậy thì câu này thầy tặng hết cho cả lớp luôn. Bởi vì nhờ các con mà thầy có thêm một cái câu mới nữa. Ừ. Tại vì cái châu Nam Cực nó chỉ là băng thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ người ta cũng công nhận nó là một đại dương thứ 5. Vậy thì cả lớp luôn nha. Cả lớp. All the class. Rồi, ok. Có một vài nước vẫn chưa công nhận đâu con à. Chỉ có phần lớn các nước là công nhận. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng nếu con nói năm đại dương là sai, đúng không? Vậy thì thôi. All the class wins this question. Tiếp theo, câu số 4, number 4. Chuẩn bị. Go. Đấy, let's go. Wow, what? Oh. À. Hết giờ, ok, hết giờ rồi các con ơi. Như vậy thì chúng ta thấy câu này là nơi nào ở Việt Nam được công nhận bởi UNESCO là nơi di sản thiên nhiên thế giới, và đó chính là Hạ Long, về Vịnh Hạ Long của chúng ta đây các con ơi. Và các con có biết không rằng là Vịnh Hạ Long được công nhận tới 2 lần lận nha. Đó, các con về tìm hiểu coi lần thứ nhất là vào năm nào, lần thứ hai là vào năm nào nha. Vậy thì chúng ta có Hạ Long. Hạ Long các con viết có dấu cũng được, không có dấu cũng được. Nhưng chữ Hạ Long phải viết hoa bởi vì đó là tên địa danh. Và chữ Bay, ok, chữ Bay thì muốn có cũng được, không muốn có cũng được. Không viết hoa cũng được, nhưng nên viết hoa đi con. Phải viết hoa thì mới chính xác. Và rất là vui mừng bởi vì bạn đầu tiên làm đúng và nhanh nhất và cũng viết chính xác, đó chính là bạn Lê Minh Hoàng. Thầy ghi tên của bạn Lê Minh Hoàng vào trên bảng nha. Lê Minh Hoàng. Ok, right. Các con ơi, những câu hỏi này hoàn toàn có thể áp dụng vào trong đề thi, trong phần đọc hiểu nha. Now next, chúng ta cùng đến với câu số tiếp theo. Bắt đầu. Okay, thank you so much. That's all. Câu này hỏi gì vậy mấy con? Hỏi gì hả? Câu này hỏi gì vậy? Câu này hỏi gì vậy mấy đứa? Hả? Câu này hỏi gì? Turn on your mics. Ủa? Turn on your mics được không? Cá voi là cá. Là cá.
hay là động vật có vú, động vật có vú, hay là loài bò sát, sát. Các con ơi, whales là cá voi, và người ta đang hỏi mình cá voi là cá hay là bò sát hay là động vật có vú. Động vật có vú là sao? Mammals á. Đẻ con. Ừ, là đẻ con chứ không phải đẻ trứng. Và còn nuôi con bằng gì? Bằng sữa. Ừ, đúng rồi, có vú mà. Vậy thì cá voi bản chất của nó là động vật có vú nha, là mammals nha. Và người đầu tiên làm đúng và nhanh nhất đó là bạn Phạm Minh Kiệt. Ok rồi, vậy thì ghi tên Phạm Minh Kiệt lên đây nha. That's question number 5. We have 5 more questions. Now let's go. Bây giờ mình làm tiếp tục câu số 6, 7, 8 và vân vân. Let's go. Bắt đầu. 2, 3, go. Rồi, cảm ơn quý vị, cảm ơn. Các con ơi, câu này hỏi gì vậy ta? Turn on your mics. Which below are not plants? Là cái gì? Cái gì vậy con? Cây nào dưới đây không phải là loại cây? À, đúng rồi, không phải là cây, không phải là thực vật. B, san hô, và C là cái gì? Cái gì ở sa mạc ý thầy? Cacti là cái gì ở sa mạc, đúng rồi. Xương rồng. Xương rồng. Đúng rồi con ơi. Rồi giỏi lắm, câu hỏi hỏi mình là cái gì dưới đây không phải là thực vật? A, rong biển. B, san hô. C, xương rồng. Đố các con cái gì không phải thực vật. 1, 2, 3 cả lớp trả lời. What's that? Đúng rồi, xương rồng là thực vật rồi, nó là cây. Rong biển cũng là thực vật, nó có quan hợp. Nhưng mà các con ai ở đây có học sinh học lớp 8 rồi đó, các ngành động vật đúng không? Thì con san hô nó không phải là thực vật, nó là động vật ruột khoang, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chọn câu B nha. Và người đầu tiên làm đúng và nhanh nhất đó chính là bạn Trương Hải Lâm. Rồi, thầy rất thích cái tên của con đó, Trương Hải Lâm. Bởi vì sao? Hải là biển, Lâm là rừng. Và Việt Nam có rừng vàng, biển bạc. Tức là Việt Nam có hải, có lâm. Ok, rồi. Vậy nha. Now, number 7. Tức là rất nhiều con làm đúng nha. Rất nhiều bạn làm đúng, nhưng mà thầy lấy bạn nào mà nhanh nhất thôi. Nào chúng ta cùng đến với question 7 over 10. Let's go. Yo. Okay. Five, four, three, two, one, zero. Okay, that's very good. Các bạn thân mến, câu hỏi này hỏi rất dễ ha. Đâu là thủ đô của Nam Hàn? Nam Hàn có nghĩa là Hàn Quốc đó. Đó chính là Seoul. Và thủ đô Seoul mình viết là S-E-O-U-L, đúng không? Và tiếng Anh mình đọc là Seoul nha. Và bạn đã xuất sắc làm đúng đầu tiên và nhanh nhất là bạn Huỳnh Phúc Thịnh. Rồi, chúc mừng bạn Huỳnh Phúc Thịnh đã có tên ở trên bảng rồi nha. Ok. Now, let's go to question 8. Cả lớp chuẩn bị. 1, 2, 3, go. Đó. Oh. Wow. That
Vâng, cảm ơn cả lớp. Động vật nào là động vật? Intelligent có nghĩa là gì vậy mấy con ơi? What is the most intelligent in the world? Là thông minh. Thông minh. Thông minh. Rồi, con nào thông minh nhất trên thế giới vậy? Thông minh. À, con này biết đi bơi nè. Con này biết bơi nè. Con này biết hái lượm nè. Con này biết lái xe nè. Con này biết xây nhà nè. Con này biết răng nè. Con này biết nói chuyện nè. Con này biết hỏi tiếng Anh nè. Đúng rồi con. Nhưng mà con biết không? People là người ta. Đúng rồi. Tuy nhiên, để nói về con người với tư cách là một sinh vật, người ta không dùng chữ people. Human. Dùng chữ human. Đúng rồi. Human. Đúng rồi con. Và một lần nữa, xin được chúc mừng bạn Huỳnh Phúc Thịnh đã nhanh chóng có câu trả lời đúng và Huỳnh Phúc Thịnh nha. Okay. Okay, that's very good, class. Okay, I love it. Now, next, we go to the ninth question. Gần hết rồi nha. Gần hết phần warm up rồi. Cố gắng sưu tập tên của mình trên bảng đi nào. One, two, three, go. Đây, yeah. Oh, bị che mất rồi, che mất câu hỏi rồi. Wow, trời ơi, may quá. Có bạn Giang Hưng ghi là Shizu Chan nữa. Ok, đúng thôi, đúng nhiều lắm. Tất cả mọi người đều làm đúng cả. Mặc dù vậy, ok, có bạn không xem Doraemon luôn. May quá, thầy vẫn thấy vui mừng. Vì phần lớn các con vẫn gọi là có tuổi thơ, đúng không? Đó chính là nhân vật Shizuka. Nhưng mà cái thời của thầy đó, người ta không có gọi là Shizuka mà người ta gọi là Suka luôn ha, cho con ghi sao cũng được nha. Nhưng mà lại một lần nữa bạn Huỳnh Phúc Thịnh, một lần nữa con lại được xứng tên trên bảng đó các con. Tại sao một người lại trở nên nổi tiếng là bởi vì tên của họ liên tục xuất hiện trên các bảng danh dự. Còn bây giờ câu cuối cùng, Phúc Thịnh có thể nào lại đứng nhất nữa không? Hay là các bạn khác đây? Chuẩn bị nha. Chuẩn bị. One. Two. Three. Go. Oh. Chưa. Rồi, có một bạn. Chưa được luôn. Chưa được. Chưa được. Có một bạn rồi. Yes. Cảm ơn các con. Đó chính là câu hỏi cuối cùng. Thực sự, có rất nhiều bạn trả lời đúng. Tuy nhiên, chỉ có một bạn trả lời chính xác và nhanh nhất. Và bạn đó không phải là bạn trả lời đầu tiên. Có rất nhiều bạn trả lời là apple. Rồi mấy con ơi, dịch cho thầy câu này đi. Câu này là gì? Tụi con có hiểu cái ý nghĩa của câu hỏi này không? Mở micro cho thầy nghe coi nào. Cinderella là ai vậy? Cinderella là gì vậy? Dạ, là nữ hoàng Cinderella. Cinderella là gì? Lọ lem. À, cô bé lọ lem. Thế con hỏi gì vậy? Con chữ là lem đến. Hả? Đây mình có cái chữ carriage là gì vậy các con? Carriage là gì? Xe ngựa. Cái xe. Cái cổ xe. Trái cây hay rau củ nào? Hà sen, hà công chúa, hà cô bé. Pumpkin carriage. Ừ. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn các con nha. Các con ơi, mình có cái chữ này hay lắm nè.
Đây là lớp nâng cao, thầy không chỉ cho các con từ vựng mà còn chỉ cho các con ngữ pháp nữa. Các con hãy nhìn đây. Cái chữ này trông có vẻ lạ lẫm, nhưng bạn nào học giỏi, thầy nghĩ là tất cả các con đều học giỏi cả, thì sẽ nhận ra nó xuất phát từ chữ carry. Carry là mang nha các con, là mang, là vác, là chở. Và chúng ta có cái đuôi h để biến một thứ gì đó thành danh từ. Thành danh từ ha. Chẳng hạn thầy có chữ pack. Pack là đóng gói, là dọn đồ vô. Vậy thầy đố các con danh từ gói là gì? Ghép vô thôi, package. Phải không? Nè, pack. Pack là đóng gói nha con. Package là cái gói hàng. Ừ. Hay là thầy có gì nữa? Thầy có chữ chữ gì mấy con nhờ? À đây rồi, có rồi. Cưới. Cưới là marry đúng không? Marry là cưới đó, y dài nè. Còn bây giờ thầy ghi marriage là hôn nhân. Các con nhớ cái đuôi h này nha, là danh từ đó con nha. Vậy thì ở đây carriage là một cái thứ gì đó có thể mang con đi, chở con đi. Vậy thì nếu mình không biết dịch ra là cổ xe thì cũng không sao. Trong bài đọc, con sẽ hiểu được nó là một cái thứ gì đó mang mình đi. Đó là điều mà thầy muốn lớp nâng cao nắm được. Đó chính là ngôn ngữ để sinh tồn, chứ không chỉ là ngôn ngữ để đi thi vào lớp 10 nha. Rồi, vậy thì người ta hỏi mình, cái chiếc xe chở, cái cổ xe của Cinderella, nó đến từ cái loại rau củ quả nào? Các con có đọc truyện cổ tích không? Bà tiên đúng không? Xuất hiện và biến lần lượt những thứ trên người Cinderella thành một bộ cánh lộng lẫy, biến những con chuột thành tuấn mã, và biến trái bí ngô thành cổ xe. Bà đã ra vườn lựa quả bí to nhất và biến thành cổ xe. Quả bí ngô trong tiếng Anh là pumpkin. Rất nhiều bạn đã nhận ra được là pumpkin, nhưng rất tiếc một số bạn lại ghi sai chính tả, ghi thiếu chữ P đây. Phải là P-U-M-P-K-I-N thì mới đủ. Và chỉ có một bạn xuất sắc làm đúng đầu tiên và nhanh nhất. Tên của bạn khá dài. Bạn tên là Nguyễn. Rồi, rất vui mừng được xướng tên của bạn lên. Nguyễn, sao nữa? Lê Thành Nhân. À, rồi, tên của con đó. Thầy rất thích cái chữ thành nhân nha. Nói chung thầy rất thích tên của tất cả các con ở đây. Phương Linh, Trung Hiếu, Hải Lâm, Minh Hoàng, Minh Kiệt, Phúc Thịnh, Thành Nhân. Tên của các con đều có những cái ý nghĩa rất là tươi đẹp. Ok, và thầy không chỉ là tên của các bạn này mà tên của cả các con cũng vậy. Bây giờ cố gắng các con làm sao để xuất hiện để thầy biết tên của các con là được, bằng cách tương tác trong khung chat hoặc trả lời đúng các câu hỏi của thầy nha. Rồi, đó kết quả chung của chúng ta đã xong. Trời, chưa giờ kêu tôi hát rồi hả Lê Minh Hiếu? Ghê ha Minh Hiếu. Rồi, thôi rồi. Bây giờ mời các con cùng nhau ôn tập. Làm câu này cho thầy đi. Thầy vẫn đang bị hậu COVID đó mấy đứa ạ. À, chưa bình phục. Rồi mấy con, làm cho thầy câu này. Tuần trước cô Lily đã chỉ cho các con sự khác nhau giữa hai danh từ đuôi er và đuôi shen. Đúng không? Vậy thì chúng ta có từ invent, có nghĩa là phát minh. Vậy thì inventor là nhà phát minh. Và invention
là sự phát minh hoặc là phát minh. Phát minh có nghĩa là một cái sản phẩm được người ta tạo ra, một sản phẩm chưa từng có trước đó, mang lại một cái giá trị gì đó cho cuộc sống thì gọi là phát minh. Vậy chúng ta xem câu số 1. Franklin là một nhà khoa học, một gì đó, và là một người, người gì? States là nhà nước, man là người, statesman là những người làm trong nhà nước. Vậy thì bây giờ câu số 1 các con chọn gì? Chắc chắn câu số 1 phải là một danh từ chỉ người, bởi vì Franklin mà. Franklin, đó ông Franklin là một người làm trưởng trưởng một bang đó mấy con ha. Benjamin Franklin đó. Vậy thì đó là một inventor cho thầy nha. Rồi. Tiếp theo chúng ta coi câu số 2. Đối với câu số 1 thì bạn làm đúng đầu tiên và nhanh nhất, đó là bạn Phạm Thái Phương Linh. Câu số 2. The Internet nghĩa là phát minh. Internet. The Internet là một trong những phát minh quan trọng nhất của con người. Nhưng câu này thật sự thầy vẫn chưa thấy ai làm đúng. Thầy đang chờ đợi một người làm đúng đây. Chưa thấy ai làm đúng cả các con à. Thầy đang lướt xuống và thầy vẫn chưa thấy ai làm đúng câu số 2. Thầy nói thật. Vẫn đang chờ đợi. Các con đọc kỹ vào cho thầy. Đọc kỹ đề cho thầy. Thầy vẫn chưa thấy được một câu trả lời đúng. Các con thân mến. Vẫn đang chờ đợi một cái tên. Và có rồi. Thầy đã tìm được cái tên đó rồi. Được 2 người rồi. 3 người rồi. 4 người rồi. Càng về sau càng nhiều rồi. Yes. Đó. Đó là bạn Minh Khôi, Hữu Phúc, Ngọc Mai, Tuệ Minh. Và chỉ có 4 bạn đó là làm đúng thôi. Thầy mời một trong 4 bạn, chắc là thầy mời bạn Mai đi ha, bởi vì có vẻ như Mai là bạn nữ duy nhất trong 4 bạn. Mai ơi, con giải thích tại sao con lại làm như thế. Câu trả lời của con đúng rồi đó Mai. Ngọc Mai, ủa Ngọc Mai mở micro được không con? Cao Nguyễn Ngọc Mai nè, con làm đúng rồi nè. Mai mở micro được không? Không được hả? À, trục trặc rồi phải không? Rồi trục trặc rồi. Vậy thì thầy mời bạn không có micro à, không mic. Rồi không sao. Vậy thì thầy mời bạn Minh Khôi đi. Minh Khôi giải thích cho các bạn câu trả lời của con tại sao. Thầy là tại vì nó có chữ One of the Most, thì theo sau One of the Most là một cái danh từ số nhiều. Đúng rồi. Được. Chính xác. Tại sao vậy con? Khôi nói tiếp, dịch ra cho thầy này, what the most là gì? Tại vì nếu mà ghi là the most thì có nghĩa là cái gì đó nhất, lớn nhất thôi. Còn what the most là một trong những đúng vậy. Cái lớn nhất đúng hoặc là rồi. Một trong cái nhỏ nhất. Nói chung là one of the đó con. One of the chính là một trong những, cái này cô con học chưa? Cái này lớp cơ bản hình như là có học rồi đó. Nhưng mà lớp nâng cao thì chưa có dịp nói đúng không? Bây giờ thầy nói nè, một trong những, và các con nhớ giùm thầy, sau chữ one of the chắc chắn phải là danh từ đếm được. Tại vì đếm được thì mới có 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Rồi, đếm được và phải số nhiều, bởi vì nó có chữ trong những. Bắt buộc phải là danh từ đếm được và ở dạng số nhiều. Thầy viết tắt là plural nouns ở đây, nhớ nha. Cho nên cái này phải là invention. Thêm S vô. Chúc mừng Lâm Minh Khôi. Còn là làm nhanh nhất đó. Rồi. Các bạn nhớ chưa? Trời đất ơi, Minh Hiếu nó cứ kêu thầy hát hoài. Khổ ghê, học tiếng Anh mà trời hát hoài. Từ từ đi con, từ từ ha. Từ từ, từ từ. Từ từ nha. Thầy cũng muốn hát cho mình tụi con lắm. Nhưng mà mình phải đảm bảo bài vở đầy đủ đã. Còn cái chuyện hát hò, cái chuyện giải trí nó là chuyện phụ. Cho dù mà thầy không hát cho tụi con nghe trong lớp. À quên. Ngày 28 tháng 5 này là chúng ta sẽ có một cái buổi họp mặt offline
Hình như các cô có thông báo cho tụi con rồi đúng không? Cho nên nếu bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh trong cái khoảng thời gian 28 tháng 5 đó, thì hy vọng các con sẽ đến giao lưu với nhau. Chúng ta sẽ gặp trực tiếp thầy hát cho các con nghe tha hồ. Ok. Rồi. Thành nhân ở Đà Nẵng hả? Ok con, không sao. Nào các con làm cho thầy hai câu tiếp theo. Làm đi, nhanh. Trời, Tường Vi biết đề luôn hả? Tường Vi, à đúng rồi, này bài tập về nhà mà phone Tường Vi. Bảo Liên ở Diên Khánh sao đi được phải không? Không sao đâu con. Thì con cứ nói với bố mẹ. Lỡ bố mẹ có dịp lên Sài Gòn thì sao? Thực ra có lần thầy đã có họp mặt ở thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam rồi nè. Thì có mấy bạn ở Đồng Tháp, ở Đồng Nai cũng gần gần thì cũng cũng lên Sài Gòn được. Thì nếu các con xa quá thì thôi nha, sẽ có dịp mình gặp sau. Và có lần thầy cũng ra Hà Nội và Quảng Ninh thì cũng gặp các bạn ở ngoài đó. Các con cũng thông cảm là bởi vì các con ở rải rác mà đúng không? Có bạn ở Quảng Nam, bạn ở Phú Yên, bạn ở Đà Nẵng. Thì chắc chắn không thể nào mà mình chọn được một nơi mà gần tất cả mọi người được. Rồi, hôm sau có duyên sẽ gặp. Rồi mình cùng làm. Einstein, chữ này đọc là style, chứ không phải là stain đâu nha. Style. Cho nên bạn nào đó, bạn nào mà gọi là giỏi đó, thi học lớp chuyên á, trời ơi, thầy mà có nhiều thời gian hơn á hả, là thầy rất là muốn luyện cho các con thi học sinh giỏi. Tại lớp này cũng giỏi nè. Nha. Chứ thi vòng 10 chứ cũng dễ đúng không? Thi học sinh giỏi mới khó. Chữ này đọc là âm I nha con. Einstein. Cả hai âm này đều đọc là âm I hết. Einstein. Cho nên nếu mà thầy đố tụi con là chọn từ có phần gạch dưới phát âm giống với những từ còn lại, khác với từ còn lại đó, nhớ cái này là âm I nha. Rồi, Einstein được trao giải Nobel cho cái gì của anh ấy về thuyết lượng tử. Trời, các con không cần tiếp biết thuyết lượng tử là gì đâu, thầy cũng nhớ. Thầy dạy tiếng Anh, thầy không có nhớ về vật lý lắm đâu ha. Nhưng mà cái này chúng ta biết rằng contribute là đóng góp, contribution là sự đóng góp, contributor là người đóng góp. Ở đây chúng ta thấy trong ngữ cảnh câu này phải là sự đóng góp của anh ấy chứ đúng không con? Của ông ấy. Country, oh no, sorry, cả lớp, thầy sorry cả lớp, thầy ghi sai chính tả rồi, thật là đáng muôn chết. Trời, nói như trong phim kiếm hiệp vậy đó con, tội đáng muôn chết. Contribution nha, sự đóng góp của ông ấy vào thuyết luyện lượng tử. Đây. Trong khi đó câu số 2, tiến sĩ Win. Win này chắc là phiên âm từ tiếng Hán, chắc là ổng tên là Quỳnh hay là gì đó, họ Quỳnh. Ở đây có ai họ Quỳnh không? Dịch ra chắc là Win đó. Quỳnh gì đó ha. Tiến sĩ Quỳnh là một người đóng góp chủ yếu vào công trình nghiên cứu này. Contributor. Rồi, vậy nha con, contributor con nha. Và chúc mừng bạn Tường Vi, con là người làm đúng đầu tiên đó, giỏi lắm. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau qua câu số tiếp theo. Câu này con ơi, về nhà làm chưa? Trời, Cát Tiên nhanh dễ sợ hả? Cát Tiên, Cát Tiên đâu? Cát Tiên người đâu? Phú Yên phải không? Nếu này nhớ không lầm. Các thầy cô ở trong đội của mình á là đang có ý định đi Phú Yên vào một dịp cuối năm nay, đang định như vậy, không biết thời tiết và điều kiện có cho phép hay không. Trời, chúng ta thấy là các con create có nghĩa là tạo ra. Và câu số 1, the government should focus on job gì đó. Chính phủ. Sao? Nên tập trung vào việc gì?
việc tạo ra việc làm. Các con biết đó, chính phủ là những người đứng đầu đất nước. Phải làm sao để tạo ra việc làm để cho người dân có thu nhập và nuôi sống bản thân họ và gia đình họ. Job creation là sự tạo ra việc làm nha con. Rồi. Trong khi đó, ông ấy là người tạo ra máy hơi nước, đầu máy hơi nước. Đố các con biết là ông nào? Các con biết ông nào không? À, tên của ông này còn được dùng để làm đơn vị đo công suất nữa đó. Đó chính là creator nha con ơi. Creator, người tạo ra. Người tạo ra. Các con nhớ sự khác nhau giữa doer và doation, chính là người làm cái đó hay là cái sự đó. Vậy thì trong câu này thì người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất đó là bạn Lê Thị Cát Tiệt. James Watt, đúng rồi đó bạn. Trung Hiếu. Ở dưới anh ơi, engine là động cơ, đúng rồi đó con. Động cơ, engine là động cơ. Và cái đầu máy này là một trong những cái động cơ. Đúng rồi, con nói động cơ mới đúng. Còn cái đầu máy hơi nước là tại vì trong đầu thầy nghĩ ra cái ông phát minh đó. Cụ thể là ông phát minh ra cái nếu thầy nhớ không lầm là cái máy dệt thì phải. Rồi thôi, cho thầy sửa lại đi. Rồi, cảm ơn bạn Duy Anh đã góp ý nha. Con nghĩ động cơ nó hay hơn. Và khi mà cái đầu máy hơi nước nó ra đời, nó đã tạo nên một cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử. Và đó chính là ông James Watt, đúng rồi đó, James Watt. Và Watt chính là đơn vị đo công suất. Trung Hiếu và Chi Mai, vậy nha. Thôi, được rồi. Bây giờ mình thử làm một số đề ha, trước khi mà mình qua tới cái phần từ vựng phân biệt ick và ickle. Đây là đề tuyển sinh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở đây ai gần Huế đâu. Làm cho được nha, đây. Chọn từ có phần đặt trọng âm. Đặt trọng âm khác với từ còn lại nào. Chọn đi, nhanh lên. Rồi, ok. Làm lẹ nha. Hoàng Ấn làm rất nhanh. Minh Hoàng, Trung Hiếu, Trọng Việt, Thành Nhân, Duy Khôi. Vâng. Ở đây các con chỉ thấy... không thấy gì. Chỉ thấy cái bình luận của thầy. Nếu có, nhưng mà thực sự ở đây... Thầy đang đọc được rất là nhiều bình luận của các con. Gửi về ở chế độ riêng tư. Rồi, các bạn đừng quên. Trong phát âm, chúng ta có một khái niệm gọi là âm e gì đây nè. Âm e này nó gọi là âm e gì? Bạn nào còn nhớ không? 2, 3... E-câm. E-câm. Âm e-câm là âm e mà không có đọc. Khi chúng ta thấy âm e-câm, thì cái chữ nguyên âm ở đằng trước đó sẽ đọc nguyên mẫu. Chữ A đọc là A. Vậy thì cái này có e câm, đọc là âm A. Gain. Cái này cũng vậy. Shade. Cái câu A cũng vậy. Lay. Đều có e câm hết này mấy con ha. Chỉ có câu B không có e câm, đọc là A. Flat. Do đó chúng ta chọn câu B. Rồi, các con đã làm được đề Thừa Thiên Huế rồi đó. Người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất không ai khác, đó chính là bạn Lê Minh Hoàng. Chúc mừng Lê Minh Hoàng. Tiếp theo, câu số 2. Mấy con làm nhanh nha, để chúng ta qua phần từ vựng rất hay phía sau. Đây, đây là thêm đuôi ED nè. Ai còn nhớ không? Có ai còn nhớ cái luật này không ạ? Ai còn nhớ luật này? Rồi, đây là quy tắc thêm ED. Mấy con nhớ ED có 3 cách đọc ha. Đọc là T. Đọc là D. Và đọc là IT. Chúng ta sẽ đọc là IT. Nếu như đằng trước đó là âm T hoặc là âm D. Chúng ta sẽ đọc là T nếu như nó là Sh. Bé. Sơi vỡ còng chở chị em trong sinh, đúng không?
Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này là phần còn lại. Vậy thì mình coi thôi. Đằng trước ED là chữ L. Âm L này nó có nằm trong mấy cái chữ này không? Không. Đọc là D. Traveled. Tương tự behaved. Combined. Bởi vì tất cả những chữ N, chữ V và chữ L đều không nằm trong những cái chữ này. Đó. Chỉ có câu B, âm D, nó nằm trong cái đuôi ed. Do đó cái này đọc là succeeded. Chúng ta vẫn chọn câu B nha. Và bạn Bùi Minh Hằng là bạn làm đúng đầu tiên và nhanh nhất. Câu số 3 làm liền luôn cho thầy xem nào. Làm nhanh nha. Câu số 3 nè. Đúng rồi đó Trung Hiếu, còn nhớ cái câu đó rồi. Cho 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thầy làm luôn cho. Đây đọc là gather. Âm the. Nghĩa là mình thè cái lưỡi ra giữa hai răng và mình rung cái cổ họng. Gather. Tương tự. Câu B. On the. Cũng rung cái cổ họng luôn. Although nha. Câu C thì khác con. Breath. Không có rung cổ họng. Đây là âm gió. Breath. Cũng thè lưỡi nhưng không rung cổ họng. Breath. Taking. Và câu D. Feather. Thì lại rung cổ họng. Chúng ta nhìn ký hiệu chúng ta thấy A, B, D giống nhau. Câu C khác nhất. Và người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất là bạn Lê Minh Hoàng. Bạn rất là giỏi ha. Lê Minh Hoàng làm đúng và nhanh nhất hai lần rồi đó. Tiếp theo. Aliza, con đừng khóc. Lisa. Lisa đừng khóc. Bóng tối trước mắt sẽ bắt con đi. Trời ơi thêm S cái này. Không cái gì mà cà phê phố sinh gì. Cà phê không tính phí gì đó. Nhớ cà phê không tính phí. Tức là những từ tận cùng là C, F, K, tờ, bờ. Nếu mà sau đó cộng với S thì nó sẽ được đọc là âm sờ nha con. Còn ngoài ra thì nó là còn lại nha. Còn lại đọc là âm giờ nha. Vậy thì ở đây chỉ có mỗi cái câu D là có chữ tờ thôi. Mấy câu kia đâu có đâu. Thấy không? Do đó chọn câu D. Câu D đúng. Chúc mừng bạn. Lượt lại là Lê Minh Hoàng. Lê Minh Hoàng đã làm đúng rồi. Chúc mừng con. Câu D nha cả lớp. Cảm ơn con. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau qua đề Đà Nẵng nè. Ở đây có ai người Đà Nẵng không? Làm đề Đà Nẵng nè. À, chết rồi. Thầy nhầm đề Huế rồi. Đề Đà Nẵng thầy quên bỏ vô. Thực ra đề Đà Nẵng là câu này đúng rồi. Câu này mới đúng nè con. Câu này. Đấy, câu này đề Đà Nẵng nè. Trời gì Diệu Linh sao con cứ chọn câu A hoài vậy? Câu này làm sao? Các con thấy tất cả đều là o o. Nhưng mà cách đọc khác nhau nha. Rồi, câu A đọc là flood. Là cơn lũ. Flood. Âm a. Flood. Câu B, afternoon. Câu C, typhoon. Câu D, school. Đáp án câu A, flood. Vậy thì bạn làm đúng đầu tiên và nhanh nhất là bạn Nguyễn Diệu Linh. Thầy còn ho hết chưa? Chưa thể hát. Rồi. Rồi, câu A nha mấy con nhớ nha. Flood. Cái này chỉ có cách là tụi con học thuộc lòng thôi. Không có mẹo đâu. Nha. Mình học nhiều, mình ôn tập nhiều rồi mình nhớ. Flood, afternoon, typhoon và school. Tiếp con. Câu cuối cùng, đề thi tỉnh Cà Mau. Chọn cho thầy từ có phần trọng âm khác với từ còn lại nè. Mấy đứa, làm đi. Đọc lên nha. Rồi. Câu số 6 nè, trọng âm nè. Marvelous. Marvelous. Ba âm tiết nhấn âm 1. Marvelous. Câu 2. Confident. Confident. Ba âm tiết nhấn âm 1. Câu C.
excellent. Nhấn âm một luôn. Câu này nguy hiểm nè. Rất nhiều bạn đọc là excellent. Ai đọc là excellent gửi bông hoa đi. Đọc là excellent con nha. Excellent. Nhấn âm một. Đọc theo lẩm nhẩm cho quen con. Chứ nghe không có nhớ đâu. Excellent. Chỉ có câu D important là nhấn âm hai thôi. Chọn câu D giùm thầy đi. Và người làm đúng đầu tiên nhanh nhất là bạn Lâm Minh Khôi. Minh và Khôi đều dịch ra có nghĩa là thông minh nha. Khôi ngô túng tú đó. Minh Khôi tên của con là cả một sự kỳ vọng của ba mẹ con. Nào con số 7 thì sao nè. Tụi con làm cho thầy đi. Con nào đúng nè. Diệu Linh con hãy đọc cẩn thận. Con hãy chờ câu hỏi xuất hiện rồi con hẳn làm. Tụi con đọc lên đi. Đọc lên và chọn cho thầy câu có phần trọng âm khác với những từ còn lại. Rồi mấy đứa nhìn vào. Cho 10 giây nữa nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Rồi con. Câu A. Máy móc đọc machine. Nhấn âm 2 giùm thầy. Và sẵn thầy nói luôn. Cái chữ CH này chúng ta đọc là sh. Chứ không phải là chờ đâu nha. Nha, nha. Machine. Machine. Câu B. Market. Hai âm tiết. Nhấn âm 1. Market. Câu C. Movement. Hai âm tiết. Nhấn âm 1. Câu D. Music. Hai âm tiết. Nhấn âm 1. Kết quả chúng ta chọn câu A. Bạn Hoàng Bảo Trâm là bạn làm đúng đầu tiên và nhanh nhất. Chúc mừng. Hoàng Bảo Trâm. Hết, đó chính là đề tỉnh Cà Mau. Rồi, được rồi, bây giờ xong, thầy xong. Các con nghe thầy hướng dẫn một chút xíu về cái bài ngày hôm nay để chúng ta về nhà làm bài tập bữa sau thầy sửa. Sửa thằng Thịnh này cứ kêu thầy hát nữa nè. Hát cái gì? Trời ơi, tôi bị ho. Tôi bị COVID. Trời ơi, ngộ khổ quá. Ngộ khổ mấy lị quá lì. Ngộ lan bị COVID. À không, ngộ hết COVID rồi rồi. Mà bây giờ cái giọng của ngộ nó như vậy mà mấy lị cứ bắt ngộ hát hoài, làm sao mà ngộ hát được. Bây giờ mấy lị nghe ngộ giảng bài là nè, nghe nè, tụi con nhớ nè, trời ơi, chắp tay năn nỉ nhớ nè. Tính từ trong tiếng Anh có thể tận cùng là ick hoặc là echo. Trong những trường hợp sau đây, tính từ đuôi ick và echo có sự khác nhau về nghĩa. Nghe, cũng là kinh tế nhưng economic nghĩa là liên quan đến ngành kinh tế. Liên quan trọng là cái chữ liên quan đến ngành kinh tế. Chẳng hạn như là giáo viên kinh tế. Hay là sự phát triển kinh tế, những chính sách kinh tế, vân vân. Trong khi đó, economical có nghĩa là có tính kinh tế hay còn gọi là tiết kiệm tiền, liên quan đến tiền tụi con ơi. Chẳng hạn, trời ơi, tưởng gì đề xuất cái giải pháp đó, chứ cái giải pháp đó chả có kinh tế tí nào trơn. Khi mà người ta nói giải pháp chả có kinh tế tí nào, tức là không có tiết kiệm tí nào chứ, nó tốn tiền, hiểu không? Đó chính là kinh tế. Rồi, tụi con nhớ nha. Còn về chữ cổ điển có hai chữ luôn. Classic và classical. Classic là kinh điển. Khi mà thầy nói một cái gì đó, nó kinh điển. Nghĩa là nó rất hay, rất tốt, rất xuất sắc. Nó khác với lại cái chữ cổ điển là liên quan tới ngày xưa. Bởi vì cổ là ngày xưa. Hiểu chưa? Đây. Đó. Tiếp theo, chữ điện nè. Electric. Electric là chạy bằng điện, nghĩa là phải cắm điện mới chạy được. Chẳng hạn chúng ta có xe máy điện. Tụi con có bao giờ nghe xe máy điện chưa? Xe hơi điện. Đó. Hay là gì? Bàn chải đánh răng điện, vân vân nha.
Còn electrical là liên quan đến điện thôi, chứ không phải là chạy bằng điện. Thường là những cái ngành nghề giống như chị kinh tế vậy đó. Đó. Rồi, câu cuối cùng là lịch sử nè. Nhớ giùm thầy, historic là mang tính lịch sử, tức là rất nổi bật. Cái gì mà nó gọi là lịch sử là nó rất là hay, rất là nổi bật. Chẳng hạn như đây là một giải vô địch lịch sử. SEA Games năm nay là một mùa SEA Games lịch sử. Tức là nguyên lịch sử có một cái đó đó. Tức là rất nổi bật. Nó khác với lại những cái như là thuộc về quá khứ ha con, là historical ha. Chẳng hạn như phim lịch sử hay là gì, môn lịch sử, kiểm tra lịch sử, giáo viên ngành lịch sử vân vân, thì nó sẽ khác nhau. Được chưa? Rồi thầy nói lại kinh tế, thầy cho bạn Cụ Phúc. Thầy nói lại economic là liên quan đến kinh tế, tức là cái nền kinh tế của xã hội, ngành kinh tế hoặc là nền kinh tế. Trong khi đó economical là tiết kiệm tiền, hết, liên quan tới tiền thôi. Bây giờ các con xác định cho thầy là economical. Câu số 1, mấy đứa. Khủng hoảng kinh tế năm 1973. Cái chữ kinh tế này là cái gì, đánh ra cho thầy hết, mấy đứa đánh ra luôn, không có x cộ gì, đánh ra nguyên chữ cho thầy. Đánh ra chữ nào mấy con, đánh ra nguyên chữ luôn, bình luận một cách công khai cho thầy đi, nhanh lên. Xong cái này mình mới được nghỉ đó. Khủng hoảng kinh tế này là cái gì? Nhanh. Đánh bình luận công khai thầy coi nè, tụi con bình luận công khai. Nè tụi con, cuộc khủng hoảng kinh tế, vậy thì cái này liên quan tới nền kinh tế đúng không? Rồi. Đó chính là economic. Economic nha con, bởi vì liên quan đến nền kinh tế. Tiếp theo con, câu số 2. Xe đạp là phương tiện vừa kinh tế vừa thân thiện với môi trường, vậy thì cái chữ kinh tế này chọn chữ gì con? Câu số 2 chọn chữ gì nè? Đúng rồi, Đình Trung, Trung Hiếu, Phúc Thịnh, Minh Khôi, Trọng Việt. Nó chính là economical, bởi vì nó liên quan đến tiết kiệm. Câu 3, cô ấy hát nhạc cổ điển, chứ cổ điển này tụi con xài cái gì? Bình luận cho thầy đi nào. Đúng rồi, Hoàng Ấn. Bình luận ra cho thầy đi mấy con, nhanh lên. Tuệ Minh, đúng rồi, Đình Minh An. Rồi, mấy đứa nè, nhạc cổ điển là nhạc liên quan tới xưa, nhạc quá khứ, classical. Còn đây, diễm xưa, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Rồi tôi hát cho các bạn nghe rồi đó nha. Đó, hát câu rồi đó. Là một bài hát kinh điển của Trịnh Công Sơn. Đây là classic. Đúng rồi. Thợ điện. Chữ điện này là electric hay là electrical? Trời đất ơi, thợ điện là thợ làm về nghề điện hay là thợ chạy bằng điện? Ừ, đúng rồi. Đúng ra là electrician là cái chữ thợ điện luôn, hoặc là các con có thể dùng chữ electrical worker. Rồi. Quạt điện, xe đạp điện là gì đây mấy đứa? Đó là electric gì? Electric, đúng rồi. Electric fan là quạt điện. Electric bike là xe đạp điện. Rồi. Ba em làm kỹ sư điện, vậy kỹ sư điện là cái gì? Elect gì mấy con nè? Elect gì đây? Electrical. Trời đất ơi, có là electrical nữa. Duy Khôi, không có con. X hay là equal thôi. Đúng rồi, thành nhân. Yes. Tiếp theo, khu di tích lịch sử, địa đạo Củ Chi. Chữ lịch sử này là gì đây con? Chữ lịch sử này là rất hay, rất nổi bật hay là chỉ liên quan đến quá khứ thôi con? Mấy con nè, di tích lịch sử. Đó là một danh từ chung. Di tích lịch sử là những cái nơi liên quan đến ngày xưa. Vậy thì chúng ta sẽ gọi là historical. Historical con nha. Historical mới đúng nha. Di tích lịch sử mà. Historical chỉ là tới ngày xưa thôi. Còn đây nè, Điện Biên Phủ là một trận đánh lịch sử. Cái chữ này thì chọn historic. À.
Tiếp theo, đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng lịch sử. Khi người ta nói cái cảm xúc đó thì con nghĩ là người ta đang khen một cái sự kiện nổi bật hay là chỉ nói về cái chuyện xưa cũ thôi? Rồi. Đó chính là historic. Giỏi lắm. Con nhớ nha. Khi mà nói về những danh từ riêng một cách chung chung như là di tích lịch sử, phim lịch sử, bài giảng lịch sử, giáo viên lịch sử, ngành lịch sử, những cái từ chung chung như vậy, chúng ta dùng historical, tức là thuộc về quá khứ. Còn khi các con đang muốn khen một cái gì đó rất nổi bật, trời ơi, một chiến thắng làm nên lịch sử, một trận đánh lịch sử, một kỳ SEA Games lịch sử, thì các con dùng historic. Nhớ nha, bài học đến đây là kết thúc. Thầy sẽ gửi bài tập cho các con. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và cảm ơn các con đã đến đông đủ. Goodbye. 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 See you later. Goodbye, teacher. Goodbye.